Chà, xôm group ở lượng điện bóng phố nè công phong tới tạm đàn tù xin à phê bình tìm chè rãi. Chà, hãy kết xôm xóa có một căn thả riêng xa ổng lấy thả tì bàm. Chẳng chù chù mùi nâng niên khi nhóm đoàn tiết hơi. Hãy ngay nay dân nâng mình chọc mê riêng tì bấy chù mùi nâng khi nế. Unit 3, Magic E, Sound O. Chà. Hello everyone, welcome to English class grade 5. And nice to meet you again. And I hope you are doing good. So today we will continue on lesson unit 3, Magic E sound O. Chà, chẳng, dược bạn đang hãy tha hát em kì hát tha Magic E sound O. Để xa ta E vi thua ôi xâm lên bật sạc bởi dưỡng khá là tự chí xâm lên đàm. Chẳng xâm lên đàm bởi vì cứ xâm lên O. Chà, chẳng nhóm xâm lực đoàn tiết cứ sạc bởi dưỡng miên mán. Chà, cái dưỡng miên pram, miên A, E, I, O and U. Chà, xâm lên tham đa bộ phía cứ A, E, I, O, R. Chà, cứ xâm lên bạp nâng. Bạn tải ca na đầy miên vô tầm miên bỏ y nâu bịa bỏ dưỡng. Ca na bịa bỏ dưỡng miên y với thua ôi tớ chia xâm lên đa bộ phía cứ xâm lên A, I, O, U. Chà, chắc như bạn riêng hơi ông bị A, I cả riêng hơi. Hãy thay đấy dương nương bằng chập mê riêng xâm lên là bằng ồ. Chà chẳng tha xâm lên đâm bảo viên dạng mạch. Dương bàn riêng hai ca biệt biệt tiền phạm mối dương miên biệt khá. Chà nhầm nâng lực chún. Hãy lộn nghiệp bằng phố ôn bởi xanh chị ai án cứ xông án. Ok. Dương miên biệt rope. Rope. Admin xâm lên ồ ấy nè. Admin xâm lên ồ thì chị rope. Rob, bàn tay vì chỉ xâm lên ồ, chẳng để xa ấy y nào kháng cài bởi dưỡng khai từ chí xâm lên bịa bởi dưỡng khai từ chí ồ, chà rope chà, bịa bên toa cứ stone stone yes, stone bịa bởi dưỡng bên toa cứ hole hole. Chà, tôi chăm là ca đã đại mình y nâu biệt, nâu chùm mùi nâng biệt bởi dưỡng. Vì thua ở dưỡng thì biệt bởi dưỡng khai tôi chưa xâm lý đàm. Rose. Rose. Chà, biệt bằng tốt. Home. Home. And the last word is bone. Bone. Okay. Chẳng nhầm sự khâm ta lúc này bóng ôn nâu tại trăm tiện bịa tiếng trầm mùi bởi dưỡng. I hope you are still remember our six words. Chà chẳng ngày đấy dưỡng đường bằng to mê riêng bởi dưỡng tiết cứ nâu đoan chùm nói the reading. Chà vì nâu khăn ông tùm bò mà rồi trầm mùi. So you can see it on page 106. Chà ngày nay dân đang điên ăn thịt bọt bởi dưỡng. Chà, chẳng chúng nói ế cái đạo tha listen to your teacher and repeat. Chà, cái ôi sạp hơi tha tam. Chẳng đang tha ăn thịt bọt bởi dưỡng đừng kê nị dưỡng ông bì vấy. Chà, dưỡng đừng mật chỗ rùm sử dụng không xịp hơi tổng ác nì. Chà. Oh, môn nâng ý nhóm play xua thà lộng niệm bóng phố bàn thua lùm hạt bà dương hà rừng nấu. Thì mỗi cứ spelling thì biết cứ practice conversation. Chà nhóm sẽ không thà lộng niệm bóng phố tặng ác nhé bàn thua rùi hời. Chà. Hay dương nâng bàn to bà dương, mê riêng bà dương tiết. Chẳng mẹ đã ăn mê sẽ phát xong chùm lòng chỗ. Nhóm nâng cọt chùn. Ball and his brother are helping their father. Work at their home.
work at their home. Xe khăn lê lần thông thông. Ball is carrying stones. Chia sẻ không lo bị mấy như xe mình thì carrying stones to help him. Build a garden in front of the house. Build a garden in front of the house. Sorry, that was house. I mean home. His brother is digging the hole. His brother is digging the hole, the holes to plant the flowers and trees. To plant the flowers and tree. The father tells Ball to tie the dog. To tie the dog. With a rope. So that he doesn't dig the rose roses flowers and tree flowers and tree cha chẳng ăn tập bột bây giờ cứ miên tập bản năng xôm lưng này bằng phôn chấm lòng video không xịp hầu. Please write it down in your notebook so you can read in your free time. Chạm bớt sân chí dương ạ mình sắp hào tết xong gọt máu bần tay bớt sân chí mình sắp hào chạm gọt nó bê khói gọt bạn đài bần tay nhưng lực tự chật lục nịa bóng bóng ta nó tay bần to gọt. Chạm tập bọt ní bần tích tí dương đăng hai thác kê này dì ông bì ở vầy. Chạm dì ông bì cổ xa rồi bớt bọt chọn đăng thác gọt thơ ở vầy dương tí tí dương đăng ăn chung mùi khỉ. Chà, lúc này bóng phụ ôn cắt hai đi ná. Chà, bóng xin chỉ cắt hai đi cầm tuần hai chăm sạp tam, chăm cắt tam khói tiết. So, please listen to me. Chà, xong sạp những cái nhóm an sẵn. Và tụi máu chăm repeat up to me. Ok.
Okay. Bob and his brother are helping their father work at their home. Home or house? Yeah, home. Bob is carrying stones to help him build a garden in front of the house. His brother is digging the holes to plant the flowers and tree. Their father tells Bob to tie the dog with a rope so that he doesn't dig the roses, flowers, and trees. So, bắt đầu bị bán sạp hay xôm sạp đoàn tiền chẳng xôm lúc này bóng phố sạp dưới trật tục đại. So please listen carefully. Okay, 1, 2, 3. Bob and his brother are helping their father work at their home. Bob is carrying stones to help him build a garden in front of the house. His brother is digging the holes to plant the flowers and tree. Their father tells Bob to tie the dog with a rope so he doesn't dig the roses, flowers, and trees. Chà, chẳng bắt đầu bị bàn sẽ đạp hai nhằm sự khâm thà lượng nệ bóng ôn dù khá khá nâu khá nông ảnh tập bọt bởi dường. Chà, chẳng bắt đầu bị sẽ đạp niên khiêm chùm nôn bị đoàn hai chẳng xôm thà tam an niên tam niên khiêm bởi đoàn. After you listen to me 2 times, so this time please repeat after me, okay? Are you ready? Let's get started. 1, 2, 3. Bob and his brother are helping their father work at their home. Bob is carrying stones to help him to help him build a garden in front of the house. His brother is digging the holes to plant the flowers and trees. Their father tells Bob to tie the dog with a rope so that he doesn't dig the roses, flowers, and tree. Okay, អរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមអានរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូនអាចអានវាបានយ៉ាងងាយស្រួលបន្ទាប់ព្រោះអីពាក្យខ្លះយើងបានរៀនរួចហើយតាំងពីមេរៀនមុនៗដូចនាងខ្ញុំបានជម្រាបចឹងថាសូមលោកអ្នកបងប្អូនកុំទាន់ភ្លេចនៅពាក្យអ្វីដែលយើងបានរៀនពីព្រោះអីវានៅតែបន្តប្រើរហូតដល់មេរៀននេះចា៎អញ្ចឹង so this time you will read by yourself, I will point for you. Are you ready? Chà, xong ăn đôi khuôn ai nhá. 1, 2, 3.
Excellent everyone. Chà, nhóm ở con trang cả cho đàn lượng địa bàn an không ăn tập bọn đi. Chà, chẳng bật tập bị an hơi nhóm sự khâm dẫn hỏi nè. Ha sắp hiểu rồi đàn lượng địa bóng ổn bàn dối tha kê này dễ ổng bì vậy. Chà, bật tập bị an hơi dương nâng cho rùa bỏ bài cho mùi nâng niên khi nhóm tụng ạc này. Chà, ăn tập bọn thằng mùi đi kê này dễ ổng bì ca chui ca nghiệp tiết bỏ ổng bọc bọc quốc. Nên ha, bài chìa nó không phê tùm nét để con ai chui bàn chẳng chẳng đang thật con chui ở vầy khá chẳng chẳng dương mở bỏ bài tặng ạc này chẳng dương ăn mùi sân thánh hay dương bỏ bài đoàn mùi sân thánh chẳng Paul and his brother are helping their father work at their home chẳng không mùi sân thánh cái gì thà Paul hay nâng bóng ôn bỏ bỏ quát cứ cầm bông tại chui ca nghe rồi bỏ bỏ quát nấu tiền bỏ bụ kề mình này thá quật thuơ ca nấu tiền chẳng chọn đơn thả quật thuơ vậy khác nhưng bỏ tòm tờ tiền Paul is carrying stone to help him build a garden in front of the house chà chẳng cái gì thả bỏ tòm mà tiết Paul cứ cầm bông ta carrying you cầm bông ta you lơ rồi có lý thmó đầm bay từ chuối ở bọc bọc quất nè tha ở đầm bay chuối bọc quất sẽ cái biển nó cứ thuở rồi có sàn trà như bây giờ vậy garden nhưng hà tha thuở xuân ba muối nấu nóng nấu bị mục tiền là bọc bọc quất trà chắc nhầm xong vậy đang tiếc cứ bó quất chuối lơ thmó ôi ở bọc quất đầm bay ở bọc quất nắng the person chban nó mục tiền cha his brother is digging the holes to plant the flowers and trees cha chấm nay bong ôn pro bọc quạt vén cứ cầm bông tái chị digging với cầm bông tái chị dương bàn đến đuổi hái bàn chị rón được gọi bây giờ phải pra phê xa ở dương ý sửa cứ rần đáo chị rần đáo xâm rạp đám cá hay nâng đám chữ chà bol chui lực thmó bong pra bọc quát chị đừng đau xâm rạp đám cá được gọi đám chữ their father tells bol to tie the dog with a rope chà ở bọc 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 kê nó bắn prap bol ở chong chai chì muối nâng rope what is it chà rope cái gì kê rope is chà chong chì mùi nâng xe so that he doesn't dig the roses chà ôi cột chong chì kè chì mùi nâng xe được chì này hơi chì kè nó vì mình ai có cài được có bông plan ở cá flowers roses ní cứ ấy kế rose one rose roses is more rose chàng chẳng cứ cơ lạp chỉ chẳng cá hay nâng đầm chờ mình này tha cá nà để cốt chong chạy chứ mùi nước xài hơi chạy nâng ảnh ảnh bóng plan được có chị cơ cài ạ cá để dân đầm hơi nâng nghề bố ấy vì bán chong chụp nước xài hơi chàng nhâm sự khâm ta lúc này bóng ôn dốt để xa tại nhưng bỏ bài mùi sân thân đường bình tĩnh chẳng chẳng dương nâng cử lệnh mơ biệt đại dương vì mình bà môi biệt đại dương bàn đi đuổi hai khi nông mê điên ở unit 3 chẳng dương nâng mơ thai mình biệt ở vầy khát đại dương bàn điên cho môi nâng kì chả lời dương rô mơ Paul and his brother are helping their father work at home but is carrying stones chả chẳng như mình biệt ở kế nè chả stone to help him build a garden in front of the house. Chà, bản tay bị này dạng bàn riêng ở tuần mình hay dương riêng bàn bình muốn hay bản tay bị nó không bị đến tì bày bởi dương tì. His brother is digging the holes. Chà, hiểu mình bị này. To plant the flowers and trees. The father tells Paul to tie the dog with a rope. Chà, hiểu mình bị này. Chà nhưng bạn bày bịa hai roses
flowers and trees. Chà nâng chẳng cứ bịa tiếng bà mùi bà dương kì dô mô prao nâng nâng ạch tà bọt bà dương kì miên buồn. Chà, vì miên bịa stones, holes, rope and roses. Chẳng như miên buồn. Đừng nhầm băm prao thà chẳng trao tạp chi dương chàm nè bố ấy mình miên dương riêng hay dương chọc prao tì. Chà, chẳng stone prao thà nhàng mách. Chà, hole, rope, roses. Chà, đây là house. Nhưng mình chọn để y để khỉ nền chẳng. Vì xong lên ấy kế. Ồ. Chà, chẳng dừng đăng hai thao viết. Bên kế ở bên trên xong lên ồ rực ồ. Chà, chẳng bật tôi bị bàn ăn hơi. Nhưng sẽ không ta dừng bật tôi bị ăn hơi. Bỏ ra hơi dừng đừng vô căn để bàn chân chân môn. Chà, chẳng. So we will continue to part 2. Ask and answer the question. Chà, chẳng ạch tập bọt bởi dương chọc tập bằng nâng hay dương chỗ đo chùm nổi tí bí xú hay nâng xùm nô hay nâng chùm lời. Chà, chia sai phóng đừng lươn tích hai. Chẳng khi dương chăm ạch tập bọt ẩm bánh mạnh ní bộ ấy dương chỗ đo chùm nổi xùm nô hay nâng chùm lời nâng xu hay nâng sầm chai sầm nua nâng cái dương tim tiệt dương chạm ăn tập bọt chả chẳng dương nhầm nâng cọt chún chả chúng mày tiếp ask and answer the questions nhỏ bạn cọt té bàn tay nhầm nâng cái o chỉ example nhầm nâng cọt example chung. Cái oi u tự hò muối. Cái số thà, who is helping their father? Cái số thà ta nó ná chui ở bộ bộ kỳ. Chùm lại bởi dân cứ Bo and his brothers are helping him. Chẳng chẳng cái ai chịu tự hòm mối tự hòm mối kinh dịch ha. Who is helping the father? Chẳng bà ta nói lấy này kinh mình đọc bê chấm lối vì mình bì chẳng dân cua tự đã. Who are helping the father? Chẳng nó không dịp hóa cái đã who is. Tại đồng bây dân ở vị trăm trâu. Who are helping the father? Dân đăng thẳng vì cái miền pin nè, bạn ta anh ấy cái su rồi chmu nè, chẳng anh mình who is tệ, đã pe who is nhưng chơi tạm nè tệ, ball được có his brother, chẳng đã pe who á cái đang tham vi, cái đang tham miền chấm nôn tra lơ bị mui, chẳng cái pra who á, sum nô bây giờ who are helping the father, ta bên na cái chui ở bụng là bà cuộn, là bà bụng kề, chẳng miền là na cái khác, chấm lái bà cứ Bo and his brother are helping him. Chà. Bo hay nâng bong ôn pro bọc quân nâng cứ chui quân. Chui bọc bọc quân. Chà, chẳng bộ tòa bì ban mơ example hãi. Chẳng nhầm nâng cắt xùm nua tình ạ chô đồng bay ở lưng lệ bong ôn ai chơi nâng xùm nua tình ạ nâng bàn. Chà. Lớ nhầm nâng cắt xùm nua chún. Vô tôi thuê chỉ homework. Nhưng chọc chạy ai hãy đảm bài lưng nghiệp bóng phá ôn riêng chạy xong lùi lưng khuôn ảnh. Chẳng nhóm khuôn tại án hãy được bỏ bài chung tế. Xong lùi tìm mơ kì xuất thà. Where are they helping their father? Where are they helping their father?
Okay. Question number 2. Why do they dig the hole? Why do they dig the hole? Question number 3. Whose tail ball to tie the dog? Who tells ball to tie the dog? Question number 4. Why do they tie the dog with a rope? Why do they tie the dog with a rope? So I will read the question in translate for you so you can make sure you understand the questions. ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំដោយឡែកក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំនឹងអត់ឆ្លើយសំណួរទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងអានសំណួរហើយបកប្រែជូនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនងាយស្រួលយល់ក្នុងការឆ្លើយនៅសំណួរចា៎ចា៎ So we have 4 questions. យើងមាន4សំណួរខ្ញុំនឹងអានជូនបើសិនជាលោកអ្នកបងប្អូនអាចអានជាមួយនឹងខ្ញុំគឺកាន់តែល្អដែរ Okay, question number 1. Where are they helping their father? Question number 2. Why do they dig the hole? Question number 3. Who tells ball to tie the dog? Question number 4. Why do they tie the dog with a rope? ចាអញ្ចឹងយើងមាន4សំណួរសំណួរទី1បើយើងគេសួរថា Where do they helping the father? គេសួរថាតើពួកគេនឹងជួយឪពុកគាត់នៅឯណាโอเคតួនសំណួរទី1តើពួកគេជួយឪពុករបស់គាត់នៅឯណាគេសួររកទីកន្លែងវាគឺសួររកទីកន្លែងអូខេ question number 2 why do they dig the hole គេសួរថាហេតុអ្វីបានពួកគាត់ជី sorry do they ចា they flip by Why do they dig the hole? គេសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេជីករណ្ដៅយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងក៏មកថាជីករុនជីកប្រហោងចាជីករណ្ដៅ Question number 3 Who tells ball to tie the dog? តើណាគេប្រាប់ ball ឲ្យទៅចងឆ្កែហ្នឹងណាគេ Question number 4 Why do they tie the dog with a rope? គេសួរថាហេតុអ្វីបានជាពួកគេនឹងចងឆ្កែជាមួយនឹងខ្សែដើម្បីកុំឲ្យអីគេចាអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺនៅក្នុងអក្សរ D លេខ1គឺនៅក្នុងអត្ថបទនេះចា So I translated already and I will read the story again to make sure that you canunderstand អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានអានក៏ដូចជាបកប្រែនៅសំណួរទាំង4នេះហើយខ្ញុំនឹងអានសាច់រឿងម្ដងទៀតដើម្បីរំលឹកថារឿងនោះគេនិយាយអំពីអ្វីខ្លះអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនយកសំណួរអស់ហើយហើយយើងនឹងត្រៀមស្ដាប់ចម្លើយចាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអានជូន1 2 3 Ball and his brother are helping their father work at their homeBall is carrying stones to help him build a garden in front of the house. His brother is digging the holes to plant the flowers and trees. The father tells Ball to tie the dog with a rope so that he doesn't dig the roses, flowers, and trees.
Chà, chẳng nhóm ăn chun hai nhóm sẽ không tha lượng nệm bóng phôn toàn nơi trăng chùm nội nì. Chẳng nhóm ạ chơi chùm lại tê. Ní cứ chì homework. Chà, tưởng ăn ní cứ chì homework. Xong lượng nệm bóng phôn có sân tàu. Chà, sẽ không tha ở khăn thế nào bởi nhóm đã homework rồi. Để xa dương riêng dương trang cả homework là đồng bày ơi. Cuộc bài dương canh ta đi chăm ra là chạm chẳng cắt hai nó lần này bằng phốn và cắt hai những khi em xong lốp và ta bật xin chỉ cần tuần hai tế ở trong video chat trong lần này bằng phốn mở một đoạn tiết hai là trong chụp nội mít chăm stop sẵn bình chọc video sẵn hay chăm chụp lòng chỗ tập cắt lộp cắt lộp như này. Ok, giờ đang cho đa chấm nói mối tiếp cứ is speaking. Chà, cứ can gì vậy? Chẳng kì ơi vậy ha. Look at the pictures and practice with your partner. Chẳng kì ơi mơ rụp hiếp hay ạc nụ vật chùm mùi nâng đai cụ được bao lượng nè bằng phổn. Đời lại kì ơi chỉ example. Chà, example bà kế cứ chà, xong sẽ cắt đi hay. What is a dog eating? What is a dog What is the dog eating? The dog is eating the bone. The dog is eating chàng chân cái ơi chị ưu từ hó what is the dog eating chấm lại the dog is eating the bone chân cái số tha ta chai cầm bông từ xì ở vầy chân cái chai tha the dog is eating the bone cái cứ cầm bông từ xì what is this the dog is eating the bone chàng chân cái ơi dân ăn nó vật đòi bẹp nừng mình mê tha tìm mua dân trầm thì dây bị trầm tráo tìm bí cứ cá rồi biếp xu hay nắng chầm lời và xin chân liên bằng phụ ôn miệng đại cú xong riêng xu hay có riêng chlai nó xong nuôi đại lượng địa bằng phụ ôn xu đại chẳng ở bệnh môn dân ní dân đừng án bị nâng từng ác lăng vĩnh chả dân miên bị kế bone bone chả xong án từng ác ní nè home home bia kế chà rose rose hole hole stone stone and the last is rope rope chà xôm ở dân riêng gì dây bia từng ơ ní đôi xu chi xùm nua rồi có xu đưa con này dây prep các bạn này mà xu các bạn này ok, nhưng anh vậy tha chả nhầm dân đừng liên slide trong đôi tượng ở khí nhưng anh vậy tha do you like stay home? Thì có where is your home? Chả I like to stay home. My home is near the school. Dân chân các bạn nè. Chân thua dặn ná ai miên phía home. Ok. What do you use the rope for? Ta dân pra xài nó xung lập thua ấy. We use rope to tie a dog.
Chà, dân ban riêng hơi, dân dục sai từ chong ấy kế. Chà, chong sạch chắc. Ok, stone. Chẳng kì đăng hai ta stone như dự thử ấy. To build a garden. Chà, nó không ăn tập bọt bởi dân cứ build a garden. We use stones to build a garden. Chà. Hole. Hole. Đây nó không xung đột để dân. Đấy, dân ai chơi tha. Why they do, they dig the hole. Why they dig the hole. Chà, dân ai chơi tha. They dig the hole to plant the flowers and trees. Chà, dân chị làm đau thế ấy. Cứ xâm ráp. Đam cá nâng con chờ. Ok. Rose. Rose. Do you like rose? Yes, I do. What color is it? This rose is red. Red. Chà, chẳng dân riêng ăn vật bạc nâng máu. Hay nhóm sẽ không tha lúc này bóng phố ôn. Ai thua bán nó trong chùm này ý speaking. Chà, bất xin chỉ cần ở cả địa bà lúc này bóng phố ôn. Càng tay bà sai chân muốn xong complete. And what can the year long get bong on the acne? So don't forget to practice with your partner. But since you allow you at ton ban and what there, but since you pay cry, long get bong on mean pay to me. So you wait to add the watch when I go to bong get bong on chan. Jang, to my age speaking by young, you mean that pandang day, how you enjoy down with it of writing. Chan, writing. Chân lúc á. Of writing. Chàng kì ơi. Write four sentences. Sorry. Ăn chỗ muộn. Chàng. Write four sentences by using the words with sound O in your notebook. Chàng kì ơi. Bật cả chỉ 4 sentence. 4 prayog. Đấy pra pia sound O. Dương miên pra mùi pia. Mình át pra mùi pia. Chẳng dương chưa được buôn móc. Đồng bây mập bằng cách sẵn thành. Chẳng kì mình chỉ example ở dưới. Example. Chà, classic pin, classic cut hay. Ok, example bây giờ. I stay at home on Sundays. I stay at home on Sunday. Chà, nì cứ chia mỗi sentence đà lùng nịa bóng phổ ôn ai vô tớ riêng sở xe tam bàn. Example, I stay at home on Sunday. I stay at home on Sundays. Chẳng dân bà thái nhóm nấu tiết chỉ riêng rõ ngay nhà tật. Chẳng ôi tật nấu ngay tật cứ nấu tiết hạ bằng tàu nà tì. Chẳng dân sao bà mạng biết. We have 5 more words to practice with writing. Chẳng nhóm nâng ôi chỉ example mũi xâm rạp lúc nịa bằng bốn. Ok. Bone. Bone. Nịa dân ai sẽ xem các bạn nè. Bởi xin chị lông đẹp bằng phôn bởi bạn rồi. Example, nhưng ai sẽ the dog is eating the bone. Nếu có những gì tha the dog like the bone. Chà, chẳng những ai bằng cách xin thân bạn để khuôn anh bạn. Chẳng, dân mình bốn xong complete chứ đó. Bị bốn dân mà bằng cách xin thân để khuôn anh. Chà, chẳng mùi ní có chí homework bằng lông đẹp bằng phôn đài. Xong complete dân viết tao sử xế. Đồng bây ơi ca sơ xe bất lục nịa căn tài lọ bà sơ chương môn. Chà. So we have two homework. Dù lục nịa bóng phố bán bì homework hai. Chùm nói tìm mối cứ cái lên ask and answer the questions. Chùm nói tìm bì cứ writing. Chà. So bằng cách viết tập bán buôn bà dô bà sân chùm lục nịa chlai xùm nô hai. Hay bà cách sân thân buôn nị bán hai. Bà xin chỉ chọn ở những khi em chui chạy mớ. Đừng nè, bọn bọn ai comment cho các nông video mùi nà. Các bạn ơi, tạm video mê đến hạ thị bạm. Hãy những khi em nâng chấm nái bê bê lì.
Rick đi nâng chúm nay bê vô lý khăn ca check chung lùng nịa bóng phô ôn đà. Chà, chẳng nơi chúm nay chẳng cỡ cái cỡn tại ôi dương remember chúm nay chong chăm. Remember bởi nhớ kinh dị tha my check E makes the letter O sound its name. For example, dương miên bị note, not, and note. Hay nâng bị bà môi bị bởi dương cứ chà, nhầm bạn an tế. We have this word. We have all of this word. Chà, an vì được luôn ai máu. Chẳng chọn chăm bịa tiếng bà môi nè ná. Phụ ai dân nó tại bằng to bà vì chỉ riêng là hột đào. Mình phê anh chọc. Chà, ok, chẳng mê đến bà dân, unit 3. Magic E sound O và dương cứ chọc tẹp bản năng nhóm xong lực thác. Nhưng mình bị hôn vực. Chẳng bất xin từ lực để bóng phá ôn. Thua hai xong complete comment. Nhưng khi bạn chú check mưu phòng. Chà chị chung cõi xong ở con trai lực để bóng phá ôn. Để chùm nai bèo lý cho riêng chùm mùi năng niên khi nhóm được ngày ní. Sự khâm tham mê riêng đi mùi chùi phía xa ông lệ bỏ lực để bóng phá ôn. Càng tèl ở bóng phá ôn. Chà chị chung cõi xong ở con trông chùm mùi đi. Xong bèo tiên phòng.